Rồi xin chào cả nhà. Rồi xin chào anh chủ máy xì bo luôn nha. Rồi đây đồ mình đã làm xong nha. Thì mấy video trước phô gã, phô có quay trước khi phô gã nha. Thì bữa nay đồ xong rồi. Rồi chuẩn bị gáp, sẵn làm thêm một cái video nữa. Gửi lên anh em, cả nhà mình xem vui nha mọi người. Đây có nhiều anh em hỏi mình có làm xì bo không thì đây anh em mình xem nha. Rồi trước tiên thì máy mình rửa sạch sẽ, thay phun bạn máy. Rồi dên ép thay tay luôn, tay này bị cháy bị hư luôn rồi, thay tay nha, thay tay thay bạn đạn dên. Rồi nồi thì mình thay cao su nha. Đây cao su nó mình thay rồi nha anh em, nó bị chai hết trơn rồi. Này mình thay rồi. Rồi bô lá, bô lá xịn nha, thay phun bạc đạn, phun phút máy nha. Rồi bê tông bạc máy nha. Đồ đạc rửa sạch sẽ nha anh em. Rồi hết thời gian rồi. Để phố tranh thủ gấp vô, gấp cho xong rồi sẽ nổ máy, tắt máy cho cả nhà mình nghe tiếng máy của nó nha. Cả nhà theo dõi phố để xem những video tiếp theo nữa nha mọi người. Rồi thôi, bye bye nha.